Không chỉ chơi cổng chiêng trong các dịp lễ hội của gia đình, làng bản, người làng Xí Thoại còn tập trung nhau thành đội cổng chiêng hơn 20 người thường xuyên luyện tập và đi biểu diễn nhiều nơi. Đặc biệt, mỗi tuần 3 buổi, đội cổng chiêng lại tổ chức dạy đánh cổng chiêng cho các em nhỏ trong làng. Để tham gia vào lớp học cổng chiêng chiều nay của thôn Xí Thoại thì anh Hiệp sẽ dẫn chúng tôi đi tìm kiếm một vật liệu quan trọng. Đây là cây dầu lai. Riêng cái nhà nào mà có cái cổng chiêng trong nhà là bắt buộc là phải có cây dầu lai để mà làm dùi ấy. Nhưng mà tại sao mình lại phải dùng cái thân cây dầu lai này dùng làm cái dùi ạ? Cái thân nó là nó mềm, nó vẫn cái chiêng mới là đúng cái nhịp, không hư chiêng và đúng nốt nhạc của chiêng. Còn mình chặt mấy cái cây khác là nó cứng, nó vẫn là lạc giọng chiêng. Tại sao mình không làm một cái để mình dùng nhiều lần, dùng vài năm luôn chẳng hạn á? Tại sao cứ mỗi lần mình đi đánh mình lại phải chặt một cái cây vậy? Là bỏ khô là không có được, là lạc cái giọng của chiêng. Đây nè, còn dấu vết chặt miết này. Thế thì làm sao mà cái cây nó mọc kịp? Đây là mình trồng ngoài cái đường cái hiệu là nhà mình đây là có. Còn không phải là một cái cây đây không? Phải có cái cây khác nữa. Đằng sau nhà đằng sau có mấy cây nữa đúng không? Nếu mà giả sử chỉ một cây làm sao kịp, ở đây chặt cành rồi mai làm mới kịp, đây làm sao kịp. Đó như thế. Thường cái cây quá chặt bao nhiêu lần. Cây này là nó mềm. Đó. Cây đấy. À đúng rồi. Cái cây này nó còn tươi thì nó có một cái độ mềm nhất định. Trong bộ nhạc cụ thì trống đôi là dễ học nhất nhưng lại nặng nhất nên chỉ dành cho những thanh niên như chúng tôi trở lên. Còn phần lớn lớp học là các em nhỏ từ 10 đến 12 tuổi được đứng đúng thứ tự lớn nhỏ của cồng chiêng. Chú ơi, các bạn nhỏ tập cồng chiêng như vậy thì đầu tiên mình phải dạy động tác nào là quan trọng nhất hả chú? Đầu tiên quan trọng nhất là cầm chân, nó phải cầm đúng tư thế. Thế chân thế này. Chú, như thế. Chắc là để có thể tập được đúng tư thế thì cũng mất nhiều thời gian lắm nhỉ chú nhỉ? Nhiều lắm. Cháu bây giờ đây có nhanh gì nhanh thì trong thời gian phải tìm cho trong một tháng. Để có thể học đánh được cồng chiêng thì không phải là một sớm một chiều. Vì thế chúng tôi quyết định chuyển sang học nữa để cảm nhận văn hóa cồng chiêng của người dân Văn An ở đây. Cồng chiêng không chỉ là vật báu, là tiếng lòng mà còn là hồn thiêng của người Ba Na. Vậy nên chẳng khó hiểu khi người dân nơi đây sinh ra và lớn lên trong tiếng cồng chiêng đã tự nhiên yêu thích những âm thanh này như bao thế hệ đi trước.